Ê, sầu riêng là 9 cây 35 nè. Đúng không? Chứ sao để 35? Thôi mà cái này ăn được không? Hết muối chứ. Em trái gì vậy? Được không? Không, hai cái này nhiêu? Tới này hả? Thì 35 ngàn ký tính. Mà cái này nhiêu ký, hai cái này nhiêu ký? Là 50 ngàn ký. 9 cây. Thấy mình lạ là dẹp cái bảng luôn nè. Hạt xe. Rồi với lại cái gì đó củ năng. Với lại ngon không? Ngon không? Ngon. Quý này chuyên gia. Quý này chuyên gia. Nó lựa mình ăn nó chụp ra mà. Chuyện hàng không à, vậy hàng không à, chứ đâu đang đâu. Mình đang ăn một cái ngôi nhà cổ nha, ngôi nhà ba gian nha. Hai mình ăn chung. Nghỉ đi. Đây biển khu Sầu Riêng nha. Cái gì cũng phải từ từ chứ, cho người ta dưỡng sức chứ. Đây là hàng dương nè. Nó chín rồi nè. Đây nè. Theo qua đây coi. Làm gì á? Hả? Ăn kè hả? Ở đây. Con ghé hái sầu riêng và chặt sầu riêng. Sau đây giới thiệu với các bạn sầu riêng. Sầu riêng này sầu riêng lai khoai lang, hương vị nó bùi bùi. Sầu riêng giống mới, thấy không? Giòn đúng không? Đúng rồi, nó giòn, mấy người nó ngon ngon lắm, nó giòn. Sầu riêng giòn chứ không phải là như là những sầu riêng kia mà bở hay là mềm. Nó giòn khô. Rồi rồi, thử 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 đây. Sơn hí hửng tưởng đâu ba trái sầu riêng ăn được, nhưng nào ngờ lại đem ra về. Sầu riêng giống mới. Sầu riêng này ngon lắm á. Mà dưới xe bên đường này, đó. Rồi, trong đây mình nè. Đây đợi.